Kể từ khi làm dâu hào môn, cuộc sống của Đàm Thu Trang luôn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Đặc biệt, mối quan hệ với mẹ chồng quyền lực doanh nhân Nhiêu Loan cũng được mọi người đặc biệt quan tâm. Vào tháng 7 năm 2019, đám cưới của đại gia Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và tốn không ít giấy báo của truyền thông. Cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò bên nhau được nhiều năm. Sau khi kết hôn, Thu Trang gần như rút lui khỏi giới giải trí để vun vén chăm sóc cho gia đình và công việc kinh doanh. Là người khá ít chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội, nhiều netizen không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và phía gia đình Cường Đô La. Được biết, bà Như Loan sinh năm 1960 là nữ doanh nhân nổi tiếng tại Gia Lai. Bà là mẹ ruột của đại gia phố núi Cường Đô La, mẹ chồng của Đàm Thu Trang. Vào đầu năm 2019, bà Như Loan và chồng đã tới quê của Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn để trao nhẫn và dành cái ôm thân thiết đối với nàng dâu mới trong lễ ăn hỏi. Trong lễ cưới, Thu Trang cũng bày tỏ tình cảm với mẹ chồng. Con cảm ơn mẹ Loan đã dạy con nhiều điều. Từ lâu con đã coi mẹ là người mẹ thứ hai của mình. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được nhận xét là một nàng dâu khéo léo, thông minh và biết cư xử. Về mối quan hệ với nhà chồng, thời gian đầu cựu người mẫu khá kín tiếng và hạn chế chia sẻ công khai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô cũng chia sẻ những hình ảnh bên bố mẹ chồng và lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Trong những dịp đặc biệt, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ khung ảnh gia đình hạnh phúc bên cạnh bố mẹ Đàm Thu Trang và các con. Trong hình ảnh được đăng tải, Đàm Thu Trang thường xuyên đứng cạnh mẹ chồng, nở nụ cười rạng rỡ chứng minh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt đẹp. Bà cũng thường xuyên góp mặt trong những dịp đặc biệt như sinh nhật các con của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Cựu người mẫu xứ Lạng cũng từng gây chú ý khi gọi mẹ chồng bằng những biệt danh như mẹ đẹp, bà nội Suchin. Sau 5 năm về chung nhà, cặp đôi có hai con, một gái một trai, với tên thân mật ở nhà là Suchin sinh năm 2020 và Sutin sinh năm 2023. Ngoài ra, đại gia phố núi còn có quý tử đầu lòng là Subel, con chung với Hồ Ngọc Hà. Thời gian qua, Cường Đô La Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ trên trang cá nhân. Cặp đôi hạnh phúc khi thấy các con dần trưởng thành. Ba anh em Subel, Suchin và Sutin thường xuyên quay quần bên nhau, tình cảm anh em khăng khít. Đàm Thu Trang cho biết chuyện tình của cô và ông xã rất bình thường, cả hai dần thay đổi, có trách nhiệm hơn với gia đình. Đã là vợ chồng rồi sẽ khác, sẽ không thể nào hẹn hò nhiều như thời điểm quen nhau. Bởi vì khi về chung một nhà rồi cuộc sống sẽ khác. Mình sống chung với ai đó thì mình phải chịu trách nhiệm với họ cả cuộc đời này, sẽ là một cảm xúc khác, cựu người mẫu cho hay. Là bố ba con, Cường Đô La dành nhiều thời gian cho các con, đồng hành trong những công việc thường nhật. Bên cạnh em út Sutin, chị gái Suchin 3 tuổi cũng rất quấn bố. Ngoài ra, Cường Đô La còn dành thời gian riêng cho Subel khi nhóc tỳ đang ở tuổi dậy thì. Không ít lần công chúng thấy ông xã Đàm Thu Trang chăm sóc các con cực khéo léo. Đàm Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng yêu chiều. Nhiều năm qua, Cường Đô La vẫn không quên dành những điều bất ngờ quà tặng cho vợ. Trước đó vào năm 2020, đại gia phố núi đã xây tặng bà xã căn biệt thự hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là tổ ấm sinh hoạt chính của hai vợ chồng cùng các con. Đến năm 2023, cặp đôi tiếp tục tậu căn biệt thự view biển để làm nơi nghỉ dưỡng.